Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 2 năm qua đã khiến cho hàng ngàn lao động tại thị xã Phú Mỹ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Cùng với những chính sách từ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, các cấp công đoàn tại Phú Mỹ đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho người lao động. Đồng hành cùng người lao động, Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, tặng tiền, quà, tổ chức chuyến xe công đoàn, hỗ trợ lương thực thực phẩm. Đặc biệt, chương trình vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ cho người lao động được các cấp công đoàn triển khai kịp thời. Đến nay đã có hơn 21.500 người lao động tại thị xã Phú Mỹ được giảm tiền thuê trọ với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Hiện nay các cấp công đoàn thị xã Phú Mỹ đang phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, hướng dẫn người lao động hoàn thiện các hồ sơ để hưởng chế độ theo quy định.